giòn. Này là đúng 3 giờ bán, sớm hơn cũng được. Đúng không vậy? 3 giờ mới có bánh mì qua. Ông mình cũng tâm linh chút xíu luôn. Bánh mì nó ra lò nhất nó đó. Nó chở qua. Thì nó sớm hơn được 5 phút. Thớt này thớt me hay là thớt nghiến là làm những ngày mấy ký mà không nhiều mà có ít ít ha. Bán đủ làm đủ bán ra đây. Hết sớm nghỉ sớm. Đủ số hội hả? À? Có hai chị em làm. Làm nhiều đâu có nổi. Ngày mua 8 ký thịt thôi. Ngày 10 ký, ngày 8 ký tùy theo ngày. Ngày cuối tuần thì làm cũng ít. Đáng lẽ cuối tuần đã rảnh người ta ăn nhậu nhiều rồi chứ ba. Đây cuối tuần ha, người ta nhiều khi ta đi nhậu. Bán bánh mì ít thôi mà thịt. Cái này chủ yếu là ba rọi đúng không? Có mỡ có nạc đúng không? Chị chặt khéo hơn nên là chị này cái chờ chị ra chặt luôn á. Có nhiều người họ chặt đẹp lắm, chặt nhanh lắm. Nhanh lắm.
hả? Ông mới vô. Ai? Ba hàng. Hả? Ba hàng. Để nói rồi này, cái vấn đề cái bên luôn. Để chứ. Ngửa chân công việc cái thêm ổng nói này. Phần khác nè, cái khác nè. Mình là xá xíu. À, xá xíu à. Mình trộn vô, nhiều khi nó hơi bở á. Mình trộn vô ra nó bị nó hơi ngán. Ai ăn nạn á. Nhiều người ta ăn nạn. Có nhiều người, có nhiều chỗ họ quay cái màu nó da là mình quét mặt em nhiều vậy sao đó? Tùy theo. Chanh nữa, em thấy nhiều người thích chanh. Ăn mạng á, nhiều người lợi miếng mỡ cũng đâu có chịu đâu, mình phải nhận ba xá xíu này vô. Yeah. Mình ăn thì phải có mạng, có mỡ mới ngon. Còn ta thì có người ta đâu ăn mỡ đâu, ta đòi ba xá xíu. Ba xá xíu thì ăn, mình ăn thì thấy chắc không ngon. Đó. Nó ngọt ngọt không? Nó ngọt không? Ăn để ăn có lạ, có mỡ, có da nó mới ngon. Ủa mấy chị không phải là ở đây hả? Ừ? Không phải ở đây hả? À, em nhân ở đây, thằng nhỏ đó không phải. Dạ. Không có cái nghề này cũng ok á chứ bộ. Nhiều người buôn bán có vàng ha.